Các bạn, chúng tôi những người nhà của gia đình của Homestay Hà Nội nơi đây. Vâng, chúng tôi làm kênh YouTube Trần Phú Thế Bình, mà chắc là quý vị cũng nhiều quý vị có những nhu cầu để nghỉ ngơi cũng như những công việc của quý vị Hà Nội, xin liên hệ với chúng tôi để chúng tôi liên hệ với cơ sở để sắp xếp cho quý vị có những cái phòng nghỉ đẹp nhất. Chúng tôi hân hạnh được đón tiếp quý vị gần xa trên thông qua liên hệ trên kênh YouTube Trần Phú Thế Bình của chúng tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn.